Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận token ONIS để cho ba cái bạn được tham gia dự án. Hôm nay em liên quan đến 18 nó sẽ tắt sẽ spot bạn. Con này chạy trên tánh của John nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn John kênh group kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn follow các bạn. Rồi các bạn cho tiếp kinh gấp các bạn. Rồi các bạn cho tiệm chat nha các bạn. Các bạn. Đây thì mấy dòng trước nó đã phân phối này các bạn. Rồi các bạn bấm vào I am John các bạn. Rồi bấm mày rep tắt nha các bạn. Rồi thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller, các bạn làm rồi ở phút này các bạn tiếp tục thì follow tại Twitter nữa các bạn, follow rèn thì tweet tại Twitter nữa các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn like và tweet nha các bạn. Thường thì những dáng trên tặng join thì sẽ list sàn chat quát thôi nha các bạn. Rồi các bạn thấy quyết lên này các bạn. Rồi các bạn thấy lại các bạn mới đáp nghe không. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube của nó nè các bạn. Chờ tiếp kênh Telegram follow của nó nè. Rồi đăng ký kênh YouTube nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký rồi bạn like một cái video này nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi mở Telegram ra các bạn bấm vào nút submit tên nha các bạn. Rồi tiếp tục cơ lưới cấp cha 38722. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tàu Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục các bạn gửi một cái địa chỉ email cho nó các bạn. Anh Nhân Quỳnh 5991@gmail.com nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với chocolate nha các bạn. Thì địa chỉ chocolate hoặc với John Dean gì cũng được. Các bạn mình dùng địa chỉ John đây các bạn. Xây trên nền tảng John mình không thấy vậy chứ các bạn. Chắc là hiếm hoi. Và ETH cũng vậy luôn. Mình sẽ phải làm trên tảng BNB, Smartchain và mạng Huobi của Chain này các bạn. Kiểm tra con nào vậy chứ các bạn. Bên đây không có em nào vậy hết. Những đồng coi trên nền tảng John cũng không có giá trị bao nhiêu các bạn. Copy. Rồi bạn gửi cho bot này mà. Rồi tiếp tục các bạn bấm balance đi chết số cần cái được các bạn. Mình đã nhận được 20 tôi cần nữa các bạn. Bấm menu lên các bạn. Bấm vào cái form lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Quýt gao dịch kêu không? Ok, vậy cục tiền này nó nói vào ngày 15 tháng 3 nha các bạn. Vậy có video
có thông tin gì mình sẽ gặp những con này sau. Cho bạn gì chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.